Xin chào, các bạn đang đến với talk show Người trong môn nghề và tôi là Việt Anh. Các bạn thân mến, Người trong môn nghề là talk show mới do Spyroom sản xuất, tiếp nối thành công của bộ sách Người trong môn nghề mà chúng tôi đã ra mắt trước đây. Đây sẽ là talk show chia sẻ về mọi vấn đề xoay quanh câu chuyện chọn nghề và làm nghề. Khách mời của chương trình có thể là bất kỳ ai, đến từ mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Và mới đây, từ confession trên fanpage Facebook của Người trong môn nghề, chúng tôi đã nhận được một câu hỏi như thế này. Em hiện tại đang học chuyên ngành marketing và muốn tìm hiểu về công việc phát triển sản phẩm, product management ạ. Em cảm thấy công việc này khá thú vị và nghe nói nó được trả mức lương khá cao. Nhưng em vẫn chưa hiểu rõ lắm công việc cụ thể là làm những gì. Em học marketing thì có thể làm phát triển sản phẩm được hay không? Đó là câu hỏi của một bạn sinh viên ngành marketing đã gửi cho chúng tôi. Vậy thì phát triển sản phẩm rốt cuộc là gì? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời tới một khách mời là tác giả có số lượng followers đông đảo nhất trên nền tảng Spyroom. Phan Anh Tuấn hay còn được biết đến với cái tên gọi là Husky Wanna Fly. Trên Spyroom thì Husky Wanna Fly nổi tiếng với những bài viết với logic, tư duy phản biện, đúc rút kinh nghiệm về việc chọn ngành, chọn nghề. Tuy nhiên, ít người biết ngoài đời thật thì công việc của Husky hiện tại chính là Product Executive tại Momo. Vì vậy, tôi nghĩ Husky chính là ứng cử viên số 1 có thể giúp những ai quan tâm tìm hiểu thêm về công việc có thể sẽ rất là mới lạ này. Vậy thì để bắt đầu chương trình thì chào Husky, cảm ơn bạn đã đồng hành tham gia chương trình. Và bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân cho quý vị khán thính giả được biết được không ạ? Vâng, xin chào Việt Anh và đội ngũ team Spyroom. Rất là cảm ơn Việt Anh và đội ngũ Spyroom đã mời mình tham gia vào chương trình này. Thì một chút về mình thì mình có đã đi làm 3 năm đi làm về vừa mảng Business Analyst và sau này là chuyển sang làm về phát triển sản phẩm, Product Owner. Thì ra mình thì cũng không gọi là chuyên gia gì cả, mình chỉ đơn giản là một người có đi trước và có kinh nghiệm để chia sẻ cho các bạn thôi, chứ đừng có nghĩ mình là một người rất là kiểu như expert trong ngành này nha. Mình chỉ muốn nói là mình trước đây đã từng được rất nhiều đàn anh, đàn chị, các sếp lớn chỉ dẫn cho mình, kiểu như giúp mình biết được là hướng đi như thế nào. Thì khi mà Spyroom làm series về người trong môn nghề này và mời mình đến thì mình cũng nghĩ đây là một cơ hội tốt để mình có thể giống như là truyền lại những gì mình biết cho những bạn đi sau, và mình hy vọng đó là một điều rất là hữu ích. Thì đó là một chút về mình và tại sao mình tham gia vào chương trình này. Với phần talk sau đây thì có thể chúng ta sẽ biết nhiều hơn về Husky và có thể là biết nhiều hơn về cái nghề phát triển sản phẩm mà bạn trực tiếp đang làm. Thế thì câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn đặt ra cho Husky là theo tôi được biết thì nghề phát triển sản phẩm có lẽ là nó còn tương đối mới mẻ ở Việt Nam. Thế thì không biết là Tuấn có thể giúp các bạn hiểu ngắn gọn về công việc phát triển sản phẩm là làm những gì không? Ok, thì cái nghề phát triển sản phẩm này nó thực sự khá là rộng, và đúng là nếu mà những bạn mà chưa làm bao giờ mà đọc vào á thì sẽ cảm thấy một cái gì đó rất là mơ hồ, kiểu như việc gì mình cũng đụng vào nhưng mà mình không có thực sự làm chuyên sâu á, thì không biết là rốt cuộc là mình làm gì. Thì có thể nói ngắn gọn về phát triển sản phẩm, mình nghĩ là nếu bạn đọc sách thì bạn sẽ nghe nhiều định nghĩa khác nhau, như một định nghĩa có thể dễ hiểu nhất đó là bạn sẽ là người quyết định xem là cái sản phẩm đây là sản phẩm IT, nó sẽ gồm những tính năng gì và phải được xây dựng nên như thế nào. Thì sau khi đưa ra quyết định đó thì bạn sẽ phải phối hợp với rất nhiều các thành viên khác nhau trong dự án, trong công ty để mà làm để xây dựng nó nên. Giống như bạn sẽ cần một người để hỗ trợ bạn design, một người để hỗ trợ bạn làm về IT, code về trên điện thoại, code trên web chẳng hạn. Và bạn sẽ phải bám sát những cái thành viên đó để đảm bảo là cái mà họ làm là đúng với thứ mà bạn mong muốn đề ra từ đầu. Thì đó, làm sản phẩm là như vậy. Thật ra thì tôi thì cũng có một chút kinh nghiệm về câu chuyện làm phát triển sản phẩm, mà đây cụ thể là các sản phẩm của Spyroom. Thế nên tôi cũng tương đối là đồng tình với những cái ý kiến chia sẻ của Husky. Tuy nhiên thì tôi muốn biết thêm về một chút về câu chuyện cá nhân của bạn. Thì không biết là cái cơ duyên nào mà dẫn bạn đến với công việc này, bởi vì tôi biết là hôm trước là hình như Husky là không học chuyên ngành thực sự là liên quan đến công việc này, đúng không? Không, cũng gọi là không thực sự liên quan thì cũng không đúng lắm. Thì mình khi mình tốt nghiệp thì mình học về kế toán, accounting và quản lý hệ thống thông tin. Thì mình tốt nghiệp ra và hai chuyên ngành đó. Thì đúng là không ai nói là học hai chuyên ngành đó ra thì cụ thể mình sẽ làm gì. Tức là nói sao nhở, mình học kế toán, ok, mình sẽ xây dựng hệ thống quản lý kế toán chẳng hạn. Bởi ở nước mình học là New Zealand đó, thì người ta lợi dụng hệ thống quản lý kế toán khá là nhiều.
chứ cũng ít dùng các công cụ hồi đó như là giấy hay là Excel. Rồi sau đó bắt đầu mình tìm hiểu thêm về ngành IT, và thực sự mình chỉ biết thế nào là làm sản phẩm đó, khi mà mình về Việt Nam, và sau đó bắt đầu mình gặp hơn nhiều người họ sẽ nói cho mình biết là đất nước mình hiện nay nè là cái phong trào. Sau đó mình về là cái phong trào startup nó cũng lên khá là mạnh. Giờ thì mạnh hơn nữa, nhưng mà hồi đó là cũng đã mạnh rồi. Thì bắt đầu mọi người cũng ồ ạt, ai cũng làm ứng dụng, rồi ai cũng làm về website nào đó, tức là họ xây cho riêng mình. Rồi có ứng dụng Grab là cũng bắt đầu nổi lên. Mọi người cũng xài Tiki nhiều hơn, Shopee. Thì bắt đầu mình mới hiểu, hóa ra bắt đầu là xây xây nên những cái ứng dụng đó đó. Thì đó là làm sản phẩm. Thì bắt đầu mình mới tìm hiểu xem là những cái ứng dụng đó nó được xây như thế nào. Rồi người ta cái người mà quyết định những cái ứng dụng đó đó thực sự là họ làm gì. Thì bắt đầu mình học. Thì khi mình làm hồi mới về nước mình làm FPT á, thì mình không có làm gọi là phát triển sản phẩm, mà mình chỉ làm theo đơn hàng của khách hàng thôi. FPT là công ty, gọi là công ty outsourcing. Họ làm theo đơn hàng của khách hàng, nhưng mà mình cũng dần dần hiểu, thì hiểu được khách hàng họ suy nghĩ như vậy nè, cái sản phẩm họ mong muốn là như thế. Và bắt đầu mình học từ khách hàng nữa, tại mình có được cơ hội là gặp khách hàng luôn. Rồi từ đó bắt đầu mình tìm hiểu thêm về ngành này và hiểu hiểu được. Bắt đầu mình rời FPT thì mình bắt đầu lấn sân qua startup và mình làm, thì cho đến giờ luôn. Ok. Vậy thì theo những gì mà tôi được biết thì Husky hiện Tuấn đi, mình rất xin lỗi là gọi nhầm vì chúng ta quá quen nhau trên Spy Room như vậy rồi. Thì Tuấn hiện hiện nay thì Tuấn đang làm product tại Momo. Thế thì mình chỉ hình dung, và với Momo thì đương nhiên là một công ty, hiện giờ thì cũng là một công ty tương đối lớn, một một kỳ lân công nghệ mà. Thì một cái ngày làm phát triển sản phẩm ở Momo thì nó diễn ra như thế nào? Ok, thì cái đó cũng khó nói, tại nó sẽ phụ thuộc vào tính chất của cái sản phẩm và giai đoạn của nó. Nhưng mà hãy nói là bây giờ cái giai đoạn gọi là lý tưởng đi, tức là cái sản phẩm từ lúc nó không có gì. Tại vì có thể khi bạn làm sản phẩm ha, bạn sẽ tham gia vào một dự án mà đã có cái sản phẩm đó rồi, và nó cần làm thêm một cái gì đó thôi. Ví dụ như là Spy Room chẳng hạn đi, Spy Room đã hoàn thiện rồi, một người làm sản phẩm vô là chỉ nâng cấp thêm này thêm kia. Còn bây giờ là xây từ số không, thì cái việc đầu tiên xây từ số không, cái đầu tiên của người làm sản phẩm là bạn phải vô và bạn học. Có nghĩa là ngồi học ở đây là rốt cuộc là công ty mình đang làm cái gì, công ty mình muốn phát triển như thế nào, mình phải nắm được những cái đó, cái cách mà một công ty nó chạy như thế nào, ở đây mọi người giao tiếp ra sao, mọi người sử dụng các công cụ gì để giao tiếp với nhau. Thì khi mình vô một công ty lớn nó cũng rất là phức tạp, và cũng có nhiều cách để mà một cái sản phẩm khác nhau nó chạy. Ví dụ như là khi mà bạn xây cái sản phẩm về thanh toán, nó sẽ khác. Thì ví dụ thanh toán vé xem phim nó sẽ khác với là mua vé máy bay chẳng hạn đó, hoặc là thanh toán bảo hiểm nó sẽ khác là thanh toán điện nước. Thì đó, rồi cái cách phát triển khác nhau thì dẫn đến là cái cách giao tiếp cũng khác nhau. Thì mình phải học những cái cơ bản đó trước, mình phải hòa đồng được với mọi người. Cái đó là cũng là dịp để mình biết được là cái văn hóa công ty có hợp với mình hay không. Rồi sau khi đã xong thì bắt đầu bạn sẽ học sâu hơn về cái gọi là chiến lược, là công ty mong muốn làm gì. Tức là khi mà một công ty họ tuyển mình vào làm sản phẩm á, nghĩa là họ công ty đã định hình được là tương lai là sẽ phát triển như thế này, và chúng ta để đạt được cái mục tiêu trong tương lai đó, chúng ta sẽ phải cần những sản phẩm ABC như sau. Thì mình phải nhìn được là cái sản phẩm A của mình đó nó hit như thế nào với bức tranh chung của công ty, và họ kỳ vọng mình là phát triển lên nó hướng như thế nào. Thì nếu bạn là cái vị trí gọi là senior hơn, tức là có nhiều năm kinh nghiệm, manager chẳng hạn, thì bạn chính là cái người vạch ra cái lộ trình đó, tức là bạn quyết định là công ty phải build ABC. Còn nếu mà bạn ở vị trí gọi là thấp hơn, từ có thể là junior hoặc là chỉ là product owner thôi, thì bạn sẽ nhận được những cái tài liệu mà cấp trên đã chuẩn bị rồi, và bắt đầu bạn sẽ bắt tay và thực thi những cái kế hoạch đó. Thì những cái người làm sản phẩm như mình đó, là khi mình mới vô mình sẽ phải làm cái bước gọi là làm ở gọi là low level, có nghĩa là mình làm ở mức chi tiết ở dưới cùng luôn. Tức là những người sếp thường họ sẽ đưa ra những cái ý tưởng lớn, những cái luồng tổng thể rất là to, thì mình sẽ chia nhỏ nó ra và bắt đầu mình đi vào chi tiết. Chi tiết ở đây có nghĩa là giống như khi bạn mở cái ứng dụng lên thì mình phải quyết định xem là người dùng thấy cái gì, người dùng đọc được cái gì, cái màu của cái đó là sao, rồi cái nút bấm gì ở đó, bấm vào nút đó thì dẫn tới
màn hình gì, cái đó là mức độ chi tiết, thì bắt đầu là mình sẽ phải làm những điều đó. Thì như vậy á, là lúc nào mình cái công việc của mình sẽ là lúc đó sẽ chuyển qua đó là em phải nói chuyện với sếp liên tục để mà chắc chắn là cái mà mình vẽ ra, tức là mình sẽ phải vẽ ra các màn hình nó đúng với cái điều mà người sếp họ mong muốn đó. Thì đó là đến giai đoạn mà gọi là người product phải chuẩn bị rất là nhiều thứ rồi, còn phải nói tham khảo thêm các sản phẩm của đối thủ, các sản phẩm khác trên thị trường đối thủ đang làm gì, rồi mình cũng sẽ phải dành thời gian để mà nói chuyện với những cái người mà mình nghĩ là sẽ dùng sản phẩm của mình, coi là họ mong muốn điều gì từ đó, hiện nay họ đang dùng sản phẩm khác như thế nào, họ dùng họ có hài lòng hay không, họ muốn điều gì cải thiện, rồi từ đó mình bắt đầu mình hình dung được là sản phẩm của mình cái thế mạnh nó nằm ở đâu, cái điểm yếu nó sẽ ra sao, và như vậy sau đó mình đó, tức là từ từ mình sẽ hình dung được là cái sản phẩm của mình khi xây xong nó sẽ như thế nào, rồi khi nó ra nó sẽ đứng ngang hàng với những đối thủ nào, và rồi mình còn phải là hình dung được là mình sẽ phải đưa nó tiếp cận với người dùng như thế nào nữa đó. Thì khi mình phải làm hết những cái tài liệu đó, nó sẽ có thể gọi là tài liệu BA, tức là Business Analyst Requirement Document đó. Tài liệu vậy, tức là mình phải làm chi tiết ra. Thì khi mà người sếp với mình, rồi còn mình phải làm gọi là roadmap. Roadmap là mình phải chia ra là ví dụ sản phẩm mình có 10 tính năng thì mình phải xây cái nào trước, cái nào sau. Đó. Gọi là mình phải coi cái độ ưu tiên của các tính năng đó. Ví dụ như phía bạn hình dung là một cái sản phẩm bị giao hàng, thì cái tính năng đầu tiên chắc chắn là phải có, đó là phải đặt được người để mà giao hàng cho mình. Rồi sau đó bạn sẽ xây đến tiếp theo, đó là tính năng mà chat với người giao hàng hoặc là gọi điện với người giao hàng. Rồi sau đó bạn xây thêm những cái tính năng cao cấp hơn là track được địa điểm, theo dõi được người giao hàng đã đi tới đâu rồi đó, chẳng hạn như vậy. Rồi mình sẽ tính năng cao cấp hơn nữa, đó là thanh toán online, tức là trước đây bạn sẽ thanh toán cho người giao hàng là bằng cách là đưa tiền mặt, thì bây giờ bạn sẽ nâng cấp lên đó, tức là cứ như vậy từng bước mình phải quyết định xem là cái nào làm trước làm sau, rồi mình nói chuyện với sếp mình như thế. Thì phải mất cũng khá là lâu, sẽ tầm vài tháng để có thể là chốt được cái sản phẩm của mình nó sẽ chạy như vậy. Rồi sau đó thì bắt đầu là chúng ta sẽ họp với các đội gọi là đội kỹ sư rồi đội thiết kế, thì các đội này sẽ nghe ý tưởng của mình và bắt đầu họ họ nói họ sẽ feedback cho mình biết là có làm được hay không, tính năng nào cần, ví dụ mình nói tính năng A phải làm trước nhưng mà họ bảo hiện nay là A chưa thể làm được vì bị thiếu nhân lực chẳng hạn, thì họ sẽ để A làm sau và đẩy cái khác lên đó. Thì tức là làm phát triển sản phẩm là như thế, bạn sẽ giống như gọi là làm dâu trăm họ vậy, tức là phải làm tìm hiểu nói chuyện với sếp để biết sếp muốn gì, nói chuyện với khách hàng để biết khách hàng muốn gì, rồi sau đó là phải coi đối thủ, rồi sau đó nói chuyện với đội design để coi nghe đội design nói ra sao, rồi nói chuyện đến đội dev, thì đội dev thì vô vàn rất là nhiều, rồi sẽ có đội an ninh mạng, rồi sẽ có đội về pháp lý nếu cần thiết, nếu những cái đó quan trọng, ví dụ cần phải ký hợp đồng thì pháp lý, tức là cứ phải nghe mọi người input vào rất 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 là nhiều, và phải làm hài lòng mọi người nữa, kiểu như vậy. Tất nhiên là sẽ không có ai hoàn toàn hài lòng cả, nhưng mình phải tìm được một cái điểm. Thì đó, tức là khi bạn xây một cái sản phẩm nó sẽ trải qua nhiều giai đoạn như vậy, từ cái giai đoạn không có gì cho đến một cái giai đoạn là ra được một cái gì đó, nó sẽ trải qua nhiều bước như thế. Thật ra thì tôi cũng khá là đồng cảm với cái những cái mà Husky vừa mới chia sẻ, à, Tuấn vừa mới chia sẻ. Bởi vì là thật ra thì trong quá trình hiện tại thì tôi cũng đang làm khá nhiều công việc liên quan đến phát triển sản phẩm cho Spyroom. Và đúng là có cái việc mà mình phải tương tác với rất nhiều người, và tương tác với từ khách hàng này đến tương tác với team, đến tương tác với thiết kế, tiếp tương tác với đội dev, thì luôn luôn đó là rất nhiều request, rất nhiều thông tin từ các bên sẽ đổ vào mình. Và đương nhiên là có nhiều khâu như vậy nhá, và nó có rất nhiều khâu, và đương nhiên là trong cái quá trình đấy nó sẽ có rất nhiều những cái thứ vướng mắc, bởi vì mình không thể nói chung cái ngôn ngữ đối với tất cả mọi người và làm hài lòng tất cả mọi người như Tuấn vừa chia sẻ. Thế thì khi mà được tôi muốn hỏi Tuấn một câu là nếu mà ở trong nghề này ấy, vì mình đã phải làm rất nhiều bước như thế và gặp rất nhiều người như vậy, trao đổi rất nhiều thứ, thế thì đâu là điều mà khiến cho bạn, cá nhân bạn nhé, cảm thấy hứng thú nhất?
Mình nghĩ cá nhân mình cảm thấy hứng thú ở đây là ý Việt Anh là hứng thú với công việc đó hả? Tức là giả sử như là cái công việc nó có thể chia ra rất nhiều cái giai đoạn đó, hoặc là công việc nó có rất nhiều bước. Thế thì cái thứ gì, hoặc là giả sử như công việc đấy nó có rất nhiều cái khía cạnh liên quan đến nó, thì cái khía cạnh nào là khía cạnh mà Tuấn cảm thấy là hứng thú nhất, mà tại sao mình lại muốn làm phát triển sản phẩm? Bởi vì ví dụ như trong trường hợp như như mình vừa có chia sẻ, tôi vừa chia sẻ thì làm phát triển sản phẩm nó có rất nhiều áp lực, bởi vì mình phải tương tác rất nhiều người đúng không? Thì cái thứ động lực nào nó giúp cho Tuấn tiếp tục yêu thích cái công việc này? À cái khoảnh khắc mà mình cảm thấy hứng thú với công việc đó là khi bắt đầu mình đưa cái sản phẩm test của mình ra và cho những người khác họ xài á. Ở đó họ sẽ nói là họ muốn xài cái đó thì họ thật sự cảm thấy nó hữu ích đó. Tức là nó tạo cho mình cái cảm giác những cái thứ mình làm ở đây thật sự nó có ý nghĩa. Tức là cái là kiểu như mọi thứ nó từ trong đầu mình rồi mình nó ra giấy sau đó nó lên những cái bản phác thảo trên máy tính rồi cuối cùng nó thành một cái sản phẩm mà người dùng có thể tương tác được và người ta thấy nó có nghĩa. Tức là mình nhìn nguyên cái quá trình đó và cuối cùng mình thấy nguyên những cái gì mình trải qua như vậy á là nó đúng nhu cầu của người khác và nó khiến cho người khác cảm thấy muốn dùng, thì đó là nó tạo ra một cái động lực cho mình. Và cái hồi thật ra cái mà nhớ nhất đó là cái lúc mà hồi mới về Việt Nam và làm bên FPT thì cho khách hàng á, lúc đó mình có qua Singapore mình làm với khách hàng thì cuối cùng là khi khi mà mình làm xong cái sản phẩm và gọi là bàn giao cho khách hàng thì khách hàng bắt đầu là bác cũng lớn tuổi rồi, bác là trưởng phòng IT, bác mới trình bày với các sếp C-level rồi CEO rồi CFO này nọ, thì các sếp kiểu rất hào hứng và các sếp hỏi ngay là ồ khi nào công ty chúng ta sẽ chính thức xài cái này, thì bác đó cũng rất là vui. Thì bác vui thì bác cũng nói cho đội nhà của FPT biết là bác vui như thế nào và các sếp cũng hài lòng thế nào, thì đội nhà anh em cũng rất là vui, kiểu như thực sự mọi người rất là cực cái đợt làm đó. Nói chung là làm công ty mà outsourcing thì không bao giờ là không cực cả, rồi OT là truyền miên thì mình vẫn còn nhớ rất nhiều anh em là phải OT lại văn phòng thứ bảy chủ nhật. Từ công ty cũng không bắt đâu nhưng mà kiểu mọi người rất là cố gắng làm cho đúng thời hạn đó, thì tự nhiên cái mọi người cảm thấy quên hết với cái cực khổ đó, họ thấy nó đáng đáng với công sức bỏ ra. Mình làm được một cái thứ mà một khách hàng lớn, thật ra khách hàng đó rất là lớn rồi xinh, họ hài lòng, thậm chí họ còn đem qua Nhật Bản để họ giới thiệu cho chi nhánh của họ bên Nhật nữa, kiểu như vậy. Thì đó đó là những cái mà cái niềm vui mà công việc về làm sản phẩm IT nó sẽ mang lại, bởi vì giống như bạn sẽ thấy ngay cái kết quả thực sự vậy. Thì tất nhiên là nếu mà đem ra và tự nhiên người ta thờ, người ta không dùng cũng buồn chứ. Nhưng mà nếu mà thành công được, tức là cũng được đón nhận đó, thì mình cũng thấy có niềm vui. Vậy thì tóm lại là chúng ta có niềm vui khi mà sản phẩm của chúng ta được đón nhận đúng Ừ, đúng rồi. không? Thế thì chúng ta nói niềm vui rồi. Thế thì giờ tôi muốn hỏi thêm một câu nữa là khi mà làm công việc phát triển sản phẩm ở Việt Nam nhé, riêng trong bối cảnh Việt Nam, thì Tuấn thấy đâu là khó khăn lớn nhất đối với bản thân của bạn? Khó khăn lớn nhất ở Việt Nam mình thật ra là tôi nghĩ nó sẽ vướng cũng khá nhiều về vấn đề gọi là pháp lý, bởi vì đã làm startup á, nó bản chất của startup là làm một cái gì đó mới, mà cái mới á thường á bạn sẽ để ý á, là nó hay đụng vào luật pháp. Giống như tôi lúc bạn bạn coi Shark Tank á, những cái sản phẩm mà nó thực sự đột phá về mặt IP á, nó hay bị vướng pháp lý. Ví dụ như về đầu tư bất động sản đấy, nghe cái là thấy là rắc rối liền. Mỗi sản phẩm mà đầu tư bất động sản lại online này nọ nữa thì giấy tờ sao rồi ký chẳng hạn. Ví dụ đơn giản nhất là nhiều lúc mình muốn triển khai những cái sản phẩm cho những cái người mà vùng sâu vùng xa, mà họ những cái ở ở Việt Nam mình xài điện thoại rất là nhiều ha, vùng nông thôn đó, nhưng họ xài có thể họ xài máy bàn máy tính bàn hay laptop ít nhưng mà xài điện thoại nhiều á. Chẳng hạn mình muốn tiếp cận họ, mình cho họ ký chữ ký điện tử trên điện thoại chẳng hạn đi, nhưng mà rất là khó. Về mặt pháp lý ở Việt Nam mình đó là không có nhiều gọi là thoáng trong việc ký chữ ký điện tử như bên Mỹ, các nước Tây Âu chẳng hạn. Thì đó cũng là một cái vấn đề nó dẫn tới, đó là mình phải, hoặc là nhất là về vấn đề mà khách hàng đánh giá chẳng hạn, khách hàng đánh giá rồi giả sử như là bạn có coi những cái review trên Tiki hay review ở trên Shopee á, lỡ mà khách hàng họ đánh giá hay nói cái gì đó không đúng thì cũng có thể rắc rối. Hoặc là người bán hàng á đó, thì nó dẫn đến mình phải làm rất nhiều biện pháp đề phòng về mặt pháp lý ở đó. Thì thường những cái biện pháp này nó sẽ những cái điều này á, nó sẽ ảnh hưởng tới, một á, là cái sản phẩm của mình làm ra nó khá bị cứng nhắc. Tức là
người dùng sẽ cảm thấy ủa sao mà hạn chế gì dữ vậy, rồi chặn này chặn kia tùm lum. Rồi cái thứ hai đó là nó chậm, tức là bên pháp lý thì lúc nào cũng sợ, nói chung là họ là thà không làm còn hơn là làm được rắc rối, cái tâm lý luôn là như vậy, thì nó sẽ dẫn tới mình rất là khó, nhiều lúc là họ giống như bức cản của mình vậy á, kiểu như vậy. Nên nói chung thì bạn sẽ thấy hầu như các sản phẩm của các công ty lớn mà ở Việt Nam nhìn như Grab hay Shopee đi, nó bao giờ là gọi là hết phốt đâu, mà dính rất là nhiều đằng khác kiểu như vậy. Thậm chí ngay cả những VNG hay này đó cũng sẽ, nếu đọc kỹ các tin thì cũng từng có những cái gọi là rắc rối. Mình không nói họ phạm pháp nha, mình chỉ nói là họ có rắc rối thôi. À, thì như vậy thì đó là một cái cũng cản trở ở Việt Nam. Bởi vì thật ra thì bản chất startup là như vậy, bạn nhìn cái cả ở các nước khác như là Tesla hay là Google, Facebook, cái việc mà nó dính vào vùng xám của pháp lý rất là nhiều. À, thường là cơ sở pháp lý sẽ phải chạy theo một số cái startup mà tạo ra các cái giải pháp mà mình tạm gọi là đứt gãy, disruptive, đúng không? Đúng rồi. Tại vì cái startup là nó phá vỡ cách làm cũ mà, kiểu như vậy là kiểu gì cũng phải đụng tới này đụng kia. Đó là một cái như vậy. Trong thời buổi dịch bệnh này thì công việc của bạn thì có gặp nhiều khó khăn không? Và những khó khăn đấy là gì? Có chứ, thì gặp khó khăn thì mình nói khó khăn gặp nhiều, nói chung là kiểu như là khó khăn lớn nhất là chắc mọi người không có muốn dùng sản phẩm của mình. Bởi vì dịch bệnh rồi mà, thì đâu có buôn bán gì nữa. Mình làm mảng này là mảng về chuyên về hỗ trợ kinh doanh buôn bán, thì giờ không có kinh doanh buôn bán gì cả thì nhiên có ảnh hưởng. Sau đó là về việc làm, cách mà vận hành thì cũng không có khó lắm, tại vì bản chất của IT thì cũng hên, đó là tụi mình có thể giống như là phối hợp với nhau qua các cuộc họp online, kiểu như thậm chí giống như đang nói chuyện với Vi Anh như vậy nè, mình có thể bàn về cách làm, bàn về chiến lược, bàn về tính năng thì cũng ổn, nhưng mà cái việc triển khai ra thì rất là khó. Nhưng mà dù sao thì tôi nghĩ là chắc là mức độ ảnh hưởng của mình khi vì mình làm các sản phẩm online cũng nhiều nên là cũng tương đối là thấp nếu mà so với mặt bằng chung, đúng không? Trong cái đời buổi này thì cái đó là nếu xét về gọi là toàn diện về công ty, nếu như cả công ty thì chắc vẫn sống khỏe, chỉ có dự án của mình thì không thôi. Ok, thế thì Tuấn nghĩ là công việc này thì nó có vai trò như thế nào đối với doanh nghiệp trong việc đặc biệt là trong việc thích ứng với tình hình dịch bệnh như thế này? Giả sử như người ta có phải phát triển được các sản phẩm mới mà nó phù hợp hơn hay như thế nào đấy, phải nhanh hơn hay gì đó, thì không biết là công việc phát triển sản phẩm này thì nó có đóng góp gì trong cái công đoạn đấy? Thật ra là có chứ. Phát triển sản phẩm là xương sống của một công ty IT, thì cái người phát triển sản phẩm sẽ là cái người, thật ra cái vị trí chính xác là gọi là phát triển sản phẩm, nhưng mà cái mức độ đây là mức độ hàng gọi là giám đốc sản phẩm rồi, chứ không còn gọi là phát triển sản phẩm này. Thì người mà trình độ cỡ senior, các giám đốc á, thì họ giống như là họ hình dung được luôn là cái xu thế mới là ra sao, và họ sẽ gọi là định hình lại chiến lược của công ty để gọi là thích nghi, thích ứng á, với thị trường hơn. Ví dụ như là chẳng hạn như là trước đây đi, các sản phẩm mới ra nó sẽ tập trung vào lứa trẻ, tại vì chúng ta luôn mặc định lứa trẻ là 18 tới 35 tuổi á, là sẽ thích dùng công nghệ hơn, rất hay order hàng online rồi thanh toán bằng điện tử. Nhưng mà bây giờ cái dịch bệnh ở đây nó khiến cho những người cả 50 mấy, 60 mấy tuổi đó, họ cũng rất là sẵn sàng để họ dùng cái đó. Và bản thân mình cũng đã trải nghiệm và thấy kiểu lần đầu tiên mình thấy những người lớn tuổi trong họ hàng mình chẳng hạn mua hàng qua Zalo kiểu như thế, trong khi cả đời là không bao giờ tin một cái gì online hết kiểu như vậy, cái gì cũng phải sờ được, thấy được thì mới tin. Mà bây giờ họ cũng sẵn sàng họ xài, thậm chí là không cần ai kêu họ xài mà họ tự họ tìm luôn. Tức là thì lúc đó lập tức là mình phải thay đổi cái cách mà tiếp cận, cái kênh tiếp cận, cũng như là có thể là chỉnh sửa giao diện sao cho là những cái người họ lớn tuổi hơn họ cũng xài dễ dàng. Trước đây có thể như cái câu chữ, cái cách mà chúng ta quảng cáo sản phẩm đó, nó khá là kiểu bắt trend cho giới trẻ rồi Gen Z đó kiểu vậy. Nhưng giờ chúng ta phải nghĩ hơn, đối tượng của chúng ta lại không phải là người trẻ nữa. Mà thật ra cái này là tốt, tại vì những người lớn tuổi như vậy á, thật ra họ lại rất nhiều tiền, họ sẵn sàng họ chi nhiều hơn. Lứa trẻ mình quảng cáo đánh quá trời đánh vậy chứ lời được có tí xíu, chẳng hạn một lần mua một cái giỏ hàng chắc có, ví dụ như là vô Circle K đi, người trẻ họ sẽ chỉ mua cái giỏ hàng trung bình đó,
50-60 nghìn. Nhưng mà tầm một người 40 mấy, 60 mấy tuổi vô mua hóa đơn 300 nghìn, 500 nghìn là bình thường. Kiểu như thế. Một góc nhìn khá là hay đấy, bởi vì tôi thì cũng không 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 nhìn thấy cái điểm này từ trước khi dịch bệnh diễn ra và trong quá trình này. Rất là cảm ơn Husky với câu trả lời đấy. Vừa rồi chúng ta cũng đã cùng bạn Tuấn tìm hiểu về cái nghề phát triển sản phẩm nói chung. Thì bây giờ tôi nghĩ là đến phần này của chương trình thì chúng ta có thể sẽ đi sâu hơn vào cái confession mà tôi đã đề cập ở đầu chương trình. Cụ thể thì có với ở confession này thì bạn đặt câu hỏi, có một câu hỏi là liệu bạn ấy học marketing thì có làm phát triển sản phẩm được không? Thế trong cái câu hỏi này thì không biết là Tuấn nghĩ thế nào? Thì mình nghĩ là vị trí sắp phát phát triển sản phẩm này á là rộng cửa với mọi người từ các background khác nhau. Bởi vì phát triển sản phẩm nó đòi hỏi bộ skill set nhiều hơn là kiến thức gọi là chuyên ngành. Có nghĩa là giống như nhiều lúc mình muốn làm marketing á, mình cũng phải biết thế nào là marketing hay là chẳng hạn. Nhưng mà phát triển sản phẩm á, thì bạn chỉ vô và học, tức là nó đòi hỏi về thái độ và kỹ năng nhiều hơn. Vì trong team của mình có rất nhiều bạn làm phát triển sản phẩm nhưng mà học về tài chính ngân hàng ra, thậm chí có bạn học về về mạng sinh học, nghiên cứu hóa học gì đó ra họ làm bình thường. Tức là họ không, cái cần thiết của phát triển sản phẩm đó là đầu tiên là một cái gọi là sự tò mò. Tò mò đây là tò mò về con người á, có nghĩa là tôi muốn biết cái người này á họ mua hàng như thế nào chẳng hạn. Vậy đi, bạn phải hình dung đó là bạn phát triển một cái sản phẩm để người cho bán hàng đi, thì bạn phải biết được là người ta mua hàng nó như thế nào, cái thói quen nó ra sao, thì bạn phải có những cái sự tò mò cũng như muốn sự quan sát đó. Rồi tất nhiên là nó phải kết hợp với một cái gọi là biết đọc tài liệu, tại vì thế nào cũng sẽ có những cái team và nghiên cứu thị trường, họ đã có những cái nghiên cứu sẵn cho mình. Ở các công ty lớn thôi, mình đang nói công ty lớn, thì mình cũng sẽ đọc cái tài liệu tham khảo của họ. Ví dụ như khi mà Tuấn làm dự án này chẳng hạn đi, là đã có một cái team mà họ nghiên cứu về thị trường bên Trung Quốc và cái cách mà các sản phẩm, các công ty bên Trung Quốc như Tencent hay là Alibaba họ phát triển như thế nào, họ họ tiếp cận ra sao và người dùng Trung Quốc họ quan tâm tới cái gì, kiểu như thế. Ví dụ như các bạn sẽ thấy là có một thời các ứng dụng ở Việt Nam của Việt Nam mình nó bị ảnh hưởng rất là khá nhiều từ văn hóa Trung Quốc, cái cách mà chúng ta thiết kế màu sắc rồi câu từ rồi cái cách mà hiển thị thông tin. Nhưng mà sau đó dần dần chúng ta lại làm nó tinh gọn một chút theo kiểu phương Tây nhiều hơn. Tức là Việt Nam mình khá là lai và cũng khá là kiểu bắt trend. Mình không ngã hoàn toàn về cái style làm của Trung Quốc mà cũng không hoàn toàn theo cái hướng của tinh gọn của phương Tây. Phương Tây họ làm app theo khá gọi là chủ nghĩa tối giản, nhìn lúc nào nó cũng thoáng, còn Trung Quốc là giống như họ càng nhét rất là nhiều nhiều thông tin vào. Thì ok, nhưng mà nói như vậy là để hiểu, tức là bắt đầu mình phải, cái người mà khi làm sản phẩm bắt đầu họ mình phải để ý, mình phải để ý cái văn hóa như thế nào, người dùng Việt mình họ thích cái style gì, họ thích cái phong cách gì. Ví dụ như là nhiều lúc Tuấn hỏi là một bạn là tại sao có hai ứng dụng mua hàng A và B, Tuấn hỏi một bạn là tại sao bạn thích B hơn mà không thích A, mặc dù A nhìn nó tinh gọn hơn, dễ dùng hơn, thì bạn bảo là à bạn thích B hơn tại nhìn nó phong phú hơn, mặc dù nhìn nó khá là rối mắt với một người, nhưng mà bạn bảo ô lên nó phong phú, xài nó cảm giác nó đã, vô đó lựa quá trời lựa đủ thứ luôn, kiểu như vậy đó. Thì rồi tức là bắt đầu mình phải có sự tò mò về người dùng như thế, mình biết họ như thế nào, sau đó mình phải có một cái nhìn về công ty, đó là công ty đang mong muốn phát triển như thế nào, thì mình phải biết kết hợp lại đó. À, người dùng họ đang muốn cái này và công ty mình muốn một điều kia, làm sao mình nối hai cái đó lại với nhau. Tức là cái đó là nó đòi hỏi về một cái sự gọi là biết tìm hiểu, tò mò về con người, hiểu về con người, cũng như là một cái khiếu về business đó. Rồi ngoài ra làm phía sản phẩm á, thì cần một cái nữa sẽ làm về về học về giao tiếp. Tức là mình, bởi vì mình như như Tuấn nói từ đầu á, tức là chúng ta sẽ phải nói chuyện rất nhiều bên, mỗi bên họ có một cái mối lo khác nhau. Bên kế toán thì lo về tiền nong, rồi bên pháp lý thì lo sợ là kiện tụng chẳng hạn. Mình nói chuyện mình phải hiểu những cái đó. Còn sẽ bạn sẽ thắc mắc về những cái kỹ năng cứng chẳng hạn đi, thì khi mà bạn mới bắt đầu vô làm vị trí product này á, thì những kỹ năng cứng như vậy thật ra là không có quá khó để học.
Bởi vì bạn hình dung đó chỉ là một cái công cụ để bạn giao tiếp thôi. Tức là bạn phải làm sao để mà cho người ta hình dung được trong đầu bạn nghĩ như thế nào, thì bạn phải dùng những công cụ để vẽ những ý tưởng đó ra. Thì nó không phải là một cái gì đó quá cao siêu như là học lập trình. Chỉ là nó sẽ có những cái quy tắc để vẽ, quy tắc sử dụng, quy tắc giao tiếp. Mình phải nắm được các quy tắc đó thì trong lúc mà bạn vô làm, bạn sẽ được dạy cũng như là tự học, hoặc là bạn có thể đọc tài liệu của những người đàn anh đi trước để hiểu được hơn. Đó. Cũng sẽ có một số bạn lo lắng là mình khối business rồi, mình học quản trị kinh doanh, giờ mình vô làm công ty IT có cần biết lập trình hay không. Thì thật ra đó là lập trình, nếu biết thì nó là một cái điểm cộng. Nhưng mà nếu bạn để ý đó, là bạn thấy là nãy giờ cái việc của người làm sản phẩm nó thường tập trung vào con người nhiều hơn. Còn cái việc lập trình đó, nó sẽ giúp cho bạn có một cái gọi là cái nhạy hơn. Tức là khi bạn phát triển một cái tính năng á, bạn nhìn cái tính năng đó, bạn sẽ biết là về mặt kỹ thuật nó phải cần những cái gì. Và khi đó bạn nhìn vào cái gọi là tài nguyên mà công ty có hiện giờ, bạn sẽ biết được là nó có đáp ứng được hay không, hoặc là nó có khó để làm hay không. Ví dụ như là bạn muốn một cái tính năng khá cao siêu, thì khi bạn làm cái đó, bạn sẽ biết được à, cái tính năng này thật ra không thể làm trong 1 tháng được, có khi phải mất 2 tháng. Kiểu như vậy, nó sẽ hỗ trợ cho việc bạn gọi là lên kế hoạch phát triển cho nó hợp lý hơn. Thì về đó, nếu mà bạn có gọi là biết về mặt kỹ thuật thì đó sẽ là một cái lợi thế thêm như thế. Nhưng mà không có cũng không sao, bởi vì thường các đội kỹ sư là họ sẽ nói cho bạn biết luôn là làm cái này như thế nào. Tôi có một cái cảm giác là hình như là cái vị trí phát triển sản phẩm này thì nó chỉ có ở các công ty lớn đúng không? Hay là có các công ty nhỏ nữa? Thì không biết Đâu là chứ, ông công có thể ty chia sẻ. nhỏ cũng có chứ, tại vì cái công ty nào chả có sản phẩm. Một cái công ty IT phải luôn có sản phẩm, tức là phải luôn có người phụ trách. Thì chỉ là có thể cái Tức là title, cái tên của người đó không phải là sản phẩm. Ví dụ như Việt Anh chẳng hạn đi, thật ra tôi nghĩ Việt Anh là một người làm sản phẩm, chỉ là Việt Anh title là CEO chẳng hạn. Đấy. Kiểu Thì như vậy. thật ra tôi cũng chia sẻ quan điểm đấy, bởi vì tôi thấy là ở các công ty nhỏ chẳng hạn thì thông thường là cái chẳng hạn như các công ty startup nhỏ đi thì thông thường là vị trí đó sẽ được kiêm nhiệm bởi tất cả team, gần như là mọi người, hoặc là sẽ có một người tập trung và đương nhiên là không chuyên sâu hoàn toàn 100% vào chuyện đó, bởi vì quy mô nhỏ ban đầu thì để có một vị trí hoàn toàn như thế thì tôi nghĩ là cũng hơi khó. Thì chắc là câu trả lời vừa rồi của Tuấn thì cũng đồng đồng tình với quan điểm của tôi là có thể trong các cái công ty nhỏ thì vẫn có, bởi vì nó là linh hồn của công ty đúng không? Nhưng mà thật ra thì có thể là cái title hay là cái tên gọi của cái người làm cái nhiệm vụ đấy thì có thể là nó sẽ khác nhau ở từng cái quy mô công ty đúng không? Đúng rồi. Thế thì chúng ta lại quay trở lại về cái confession đi. Ở đây có một ý rất hay mà bạn ấy hỏi là bạn ấy nghĩ là mức lương của nghề phát triển sản phẩm rất là hấp dẫn. Thế thì không biết là cái lời đồn này nó có đúng không? Và nó đúng đến mức nào? Mình thì mình không nghĩ nó hấp gọi là hấp dẫn, thì mình cũng biết thế nào theo bạn là hấp dẫn, nhưng mà mình có thể nói là đã làm về phát triển sản phẩm công ty IT thì lương sẽ không gọi là mức dưới trung bình của cả nước. Mình chỉ có thể nghĩ là như vậy, tại vì thực sự cái yếu tố về lương nó còn phụ thuộc vào không chỉ là vị trí, mà nó thực ra nó phụ thuộc công ty nhiều hơn. Nếu bạn có thể tham gia được vào một cái công ty mà sản phẩm cực kỳ tiềm năng chẳng hạn đi, thì lương nó sẽ cao, bởi vì khi mà một công ty IT mà sản phẩm rất là tiềm năng như vậy, họ sẽ thu hút được rất là nhiều vốn, và cái người CEO họ cũng sẵn sàng họ trả cao để giữ giữ người lại, nòng cốt để build lên sản phẩm. Thường á, các công ty, nếu bạn tham gia công ty startup mà nhỏ thì mình không nghĩ là lương bạn sẽ gọi là cao, nhưng bạn sẽ được gọi là cái gọi là cổ phần đó. Thì người ta kỳ vọng đó là sau khi bạn làm cống hiến cho công ty một thời gian dài thì bạn sẽ giống như là ra rồi, công ty sẽ thành công được rồi, sẽ gọi thêm được vốn, bạn có thể bán được cổ phần để quy ra tiền. Còn khi bạn tham gia công ty lớn thì các công ty lớn Việt Nam mình ít có công ty có văn hóa gọi là trả cổ phần cho công ty, cho nhân viên. Ví dụ như nếu bạn tham gia các công ty IT bên Mỹ, dù công ty đó rất là lớn đã lên sàn rồi, thì họ vẫn khi bạn vô họ vẫn cho bạn một phần cổ phần, cũng như là hứa là nếu mà bạn đạt được chỉ tiêu KPI thì cuối năm sẽ thưởng thêm. Nhưng mà mình thì cũng chưa thấy điều đó ở Việt Nam nhiều. Nói chung là lương về vị trí phát triển sản phẩm thì không gọi là quá cao đâu, nó cũng chỉ có thể gọi là tốt, đủ gọi là làm bạn hài lòng thôi, mình nghĩ là như vậy. Cũng sẽ có thưởng,
Nghĩa là nếu bạn đưa ra sản phẩm ra thị trường và sau đó là thị trường đón nhận được tốt và đạt KPI công ty thì sẽ có thưởng. Tất nhiên khi mình làm sản phẩm á, thì sẽ có những cái tiêu chí để đánh giá xem cái sản phẩm đó là có tốt hay không, thì khi đạt đủ cái tiêu chí đó mình sẽ được thưởng. Nó khá là giống sales vậy. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng Tuấn có một cuộc trò chuyện 30 phút khá đầy đủ thông tin về ngành phát triển sản phẩm. Như vậy chúng ta có thể thấy đây là một ngành rất thú vị và cũng đầy thách thức, vì đây là người phải làm dâu trong họ, kết nối, lắng nghe và dung hòa nhu cầu của tất cả các bên trong công ty, cũng như nắm bắt được thị trường và đối thủ, miễn sao phát triển được sản phẩm tốt nhất. Và các bạn hứng thú với nghề này thì có thể yên tâm là nghề này rộng cửa với rất nhiều ngành học, miễn sao bạn có sự tò mò và những kỹ năng kết nối con người cần thiết. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới nghề nghiệp, muốn được tư vấn, hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi bằng cách điền vào form Người trong môn nghề Confession trên fanpage Người trong môn nghề nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn Husky đã tham gia chương trình. Chào mọi người. Rồi, cảm ơn Team Spyroom. Hy vọng là mọi người đã thấy buổi chia sẻ này là có ích. Có gì cứ nhắn thêm, hỏi thêm trên Spyroom rồi mình có thời gian mình trả lời nha.